Vì sao giây phút lâm chung phải niệm Phật? Địa Tạng đáp ngôn: Tưởng giả, ngã kim vị, vị lai hiện tại, nhất thiết chúng sanh, thừa Phật oai lực, lược thuyết thị sự. Diễn nghĩa: Địa Tạng Bồ Tát đáp: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai, nương oai lực của Đức Phật mà lược nói về việc đó. Trưởng giả: Vị lai hiện tại, chư chúng sanh đẳng, lâm mạng chung nhật, đắc văn nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, nhất Bích Chi Phật danh, bất vấn hữu tội, vô tội, giai đắc, giải thoát. Diễn nghĩa: Này ông trưởng giả, các chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì bất luận là có tội hay không tội, thảy đều giải thoát. Lợi ích này nói thật ra quá lớn, lớn vô cùng. Chư vị nhất định phải biết, lúc lâm chung, một niệm cuối cùng là mấu chốt quan trọng. Đời sau sanh đến cõi nào là quyết định nơi một niệm cuối cùng này. Nghiệp bạn đã tạo cả đời rất nhiều, huống chi còn đời quá khứ. Nghiệp tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp, vô lượng, vô biên. Trong kinh Đức Phật nói, nếu nghiệp bạn đã tạo có thể tích nhỏ như hạt bụi, những nghiệp đã tạo thì khắp cả hư không cũng chẳng dung chứa nổi. Nghĩ lại đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp trong vô lượng kiếp qua, ví dụ này của Phật chẳng quá đáng. May là tội nghiệp chẳng có thể tích, chẳng có hình tướng, nhưng nó lại có sức mạnh. Sức mạnh này tạo nên luân hồi, biến thành những cảnh giới đau khổ. Nhưng một người sinh vào cõi nào đích thực quyết định tại một niệm cuối cùng. Đương nhiên trong hết thảy tâm niệm, niệm đầu này, một niệm nào mạnh nhất? Trong kinh Đức Phật nói, nghiệp nhân của chúng ta nhiều vô lượng, cái nào mạnh thì dẫn đi trước, nghiệp nhân nào mạnh thì thọ báo trước. Nếu không nghe được Phật pháp thì người ta trong một niệm cuối cùng lúc lâm chung sẽ nghĩ về cái gì? Nếu họ nghĩ đến người nhà thân quyến, ân ái chẳng buông xả, thì họ sẽ sanh đến cõi quỷ, do vì tâm tham nặng. Nếu nghĩ đến kẻ thù còn chưa trả thù, thì họ sẽ sanh vào địa ngục, do vì tâm sân khỏe nặng. Mê hoặc điên đảo, mơ mơ màng màng mà chết, thì sẽ sanh vào cõi súc sanh. Đây là trường hợp xảy ra nhiều nhất, phổ biến nhất. Do đó, giờ phút ấy là giờ phút quan trọng. Nghe được danh hiệu Phật, nhất tâm nghĩ tưởng Phật, họ làm sao không giải thoát được? Nếu lúc lâm chung có thể nghe đến danh hiệu của Phật A-di-đà, người này cả đời chưa từng tiếp xúc đến Phật pháp, đến lúc lâm chung mới có người dạy họ niệm A-di-đà Phật, dạy họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi Phật đến tiếp dẫn thì đi theo Đức Phật A-di-đà, họ bèn được vãng sanh. Năm xưa ở thủ đô nước Mỹ, Hoa Thịnh Đốn, Washington DC, chuyện của ông Châu Quảng Đại là một ví dụ rất rõ ràng. 3 ngày trước khi ông mất, ông mới gặp được Phật pháp, người ta giảng cho ông nghe. Ông bèn tin tưởng, tiếp nhận. Niệm Phật được 3 ngày thì được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đây là trường hợp người nhà, thân quyến là thiện tri thức. Gặp người dạy họ niệm danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Bích Chi Phật, cho dù không vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì nhất định sẽ được phước báo ở cõi trời, cõi người. Giải thoát, tức là giải thoát từ 3 cõi ác, sanh đến 3 cõi thiện. Đây là lời dạy trong nhà Phật. Nếu họ có thể hiểu sự tiêu biểu pháp, ý nghĩa của danh hiệu Phật, Bồ Tát, thì công đức lợi ích họ đạt được càng thù thắng. Họ đích thực có thể khế nhập vào cảnh giới. Do đó, chúng ta phải ghi nhớ việc này. Khi tiễn đưa người sắp mất, nhất định phải khuyên họ niệm Phật. Nếu người nhà thân quyến đều có thể trợ niệm, thì sẽ thù thắng vô cùng.
Niệm Phật hàng ngày đều là chuẩn bị cho một niệm cuối cùng lúc lâm chung. Hy vọng lúc bình thường niệm Phật cho thật quen thuộc, lúc lâm chung mới không quên niệm Phật. Lúc bình thường phải buông xuống hết vạn duyên, thì lúc lâm chung mới không có chướng ngại. Cái gì cũng phải buông xuống. Thực sự đối với thế gian này chẳng có một tơ hào tham luyến, thì sẽ được tự tại vãng sanh. Chỉ cần có một mảy may tham luyến nhiễm trước, thì sẽ chướng ngại cho sự niệm Phật vãng sanh lúc lâm chung. Tự chúng ta phải hiểu rõ ràng rành rẽ, lúc lâm chung có thể gặp thiện tri thức hay không, có thể gặp được vài người giúp đỡ hay không, rất khó nói. Do đó, chúng ta biết được chuyện này thì thường ngày phải nên kết thiện duyên cho nhiều, phải tham gia trợ niệm cho nhiều. Bạn có thể thường giúp đỡ trợ niệm cho người lâm chung là nhân, đến lúc chính mình lâm chung thì nhất định sẽ có người đến giúp bạn. Lúc thường ngày bạn không chịu giúp đỡ người khác, thì lúc lâm chung dứt khoát sẽ không có người giúp bạn. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Do đó, lúc thường ngày phải trồng nhân lành, thì bạn mới được quả lành. Nhất định phải tin việc Địa Tạng Bồ Tát dạy ở đây. Pháp Sư Tịnh Không khai thị A-di-đà Phật. Một, danh hiệu A-di-đà Phật bao hàm tất cả tánh tướng, lý sự, nhân quả, tầng hư không, biến pháp giới, cho nên gọi là vạn đức hồng danh. 2. A-di-đà Phật là tiếng Phạn, ý nghĩa là vô lượng trí, vô lượng giác. 3. A-di-đà Phật cũng xứng là vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật. Thật ra quang và thọ chỉ là một phần trong vô lượng, không thể diễn đạt hoàn toàn ý nghĩa của câu Phật hiệu này. 4. Nghĩa lý của câu danh hiệu này vô cùng sâu rộng. Nếu không hiểu được nghĩa lý bao hàm trong danh hiệu thì không đạt được hiệu quả mong muốn. 5. Niệm A-di-đà Phật là niệm chân tâm của chính mình và niệm bổn danh đức tánh của chính mình. 6. Dùng danh hiệu A-di-đà Phật để đánh thức tự tánh của chúng ta. 7. Dùng danh hiệu A-di-đà Phật để phá mê khai ngộ, tìm lại bản tánh chân như. 8. Niệm niệm giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, tức là tự tánh Di Đà. 9. Niệm A-di-đà Phật trong một đời sẽ thành tựu viên mãn Phật quả, cho nên nói rằng công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. 10. Công việc hàng ngày vẫn làm, nhưng trong tâm luôn giữ câu A-di-đà Phật. 11. Không hiểu về thường thức Phật học cũng không sao, niệm câu A-di-đà Phật vẫn được vãng sanh. 12. Đối với thân tình và oan gia trái chủ đều phải xem đạm bạc, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật mới được vãng sanh. 13. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không có ý niệm gì khác, sẽ được tự tại vãng sanh. 14. Lúc lâm chung, chỉ khi thấy A-di-đà Phật thì mới đi theo Ngài. 15. Tâm nguyện ngôn hành cùng A-di-đà Phật tương ứng, nhất định sẽ thành Phật. 16. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, có bệnh không nghĩ về bệnh, mà nghĩ đến A-di-đà Phật thì bệnh sẽ hết ngay. 17. Người nghiệp chướng sâu dày, chỉ có câu Phật hiệu A-di-đà Phật này mới có thể cứu được. 18. Cảnh duyên hiện tiền, niệm câu A-di-đà Phật thì việc gì cũng đều được giải quyết. 19. Dùng tình nghiệp của chúng ta để cảm ứng nguyện lực từ bi của A-di-đà Phật. 20. Người niệm Phật phải đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với A-di-đà Phật. 21. A-di-đà Phật là danh hiệu của tất cả chư Phật. Trì câu Phật hiệu này giống như trì danh hiệu của tất cả chư Phật, sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm. 22.
niệm câu A-di-đà Phật này sẽ cảm động đến tận hư không, biến pháp giới, tất cả chư Phật Như Lai và được toàn thể thần hộ pháp gia hộ. 23. Trong kinh A-di-đà có nói đến chư Phật, tức là A-di-đà Phật. 24. Chánh niệm là A-di-đà Phật. 25. A-di-đà Phật là thiện trong thiện, phước trong phước. 26. Chúng ta niệm A-di-đà Phật là nhắc nhở chính mình. Từ sáng đến tối, đối người, đối sự, đối vật nhất định phải giác ngộ, không mê hoặc điên đảo, không tự tư, tự lợi. 27. Niệm A-di-đà Phật được tăng trưởng phước huệ, gặp hung hóa kiết, gặp dữ hóa lành, sự việc như ý. 28. Tin tưởng mình là A-di-đà Phật nhất định sẽ thành Phật. 29. Tin tưởng mình nhất định sẽ đến thế giới cực lạc thì chắc chắn sẽ đến được. 30. Dùng một niệm A-di-đà Phật để ngưng tất cả vọng niệm. 31. Khi ý niệm vừa khởi thì dùng câu A-di-đà Phật tiêu trừ ý niệm đó. Đây gọi là biết dùng công. 32. Khi ý niệm vừa khởi thì dùng câu A-di-đà Phật san bằng trong tâm những hỷ nộ ái lạc. Đây gọi là thật dụng công phu. Đây gọi là biết niệm Phật. 33. Từ sáng đến tối, trong tâm luôn có A-di-đà Phật, không có ý niệm nào khác, gọi là công phu thành phiến. 34. Từ sáng đến tối, dùng ý niệm A-di-đà Phật này giữ gìn tâm mình thanh tịnh, gọi là giác ngộ. 35. Dùng câu A-di-đà Phật này san bằng tập khí phiền não của chính mình, gọi là đới nghiệp vãng sanh. 36. Một câu A-di-đà Phật tương ứng cùng tam học, giới, định, huệ. Tam huệ, văn, tư, tu. Tam tư lương, tính, nguyện, hành, gọi là nhất tâm xưng niệm. 37. Trong lúc nguy nan, có thể đặc biệt cầu khẩn A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. 38. Có hai hạng người thật sự muốn buông bỏ kinh giáo mà lão thật niệm Phật. Một là hạng người triệt để giác ngộ, hai là hạng người thiện căn rất sâu dày. 39. Trong tâm mỗi niệm chỉ có A-di-đà Phật, người này là người ở cõi thế giới cực lạc. 40. A-di-đà Phật là vô thượng trân bảo, thế gian và xuất thế gian tất cả chư pháp đều không sánh bằng. 41. Triển khai câu A-di-đà Phật là tam tạng 12 phần giáo, đây là tâm điểm giáo pháp của Đức Thế Tôn. 42. Tất cả kinh do Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong 49 năm đều ở trong câu Phật hiệu này. 43. Đức Thế Tôn một đời giảng dạy chủ yếu chính là câu A-di-đà Phật. 44. Đức Thế Tôn và thập phương tam thế chư Phật đều xưng tán A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương. 45. Người thật sự tin tưởng pháp môn tịnh độ, một câu Phật hiệu là đầy đủ rồi. 46. Bổn nguyện của Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn chúng ta niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. 47. Nam-mô A-di-đà Phật là tiếng Phạn, nghĩa là quy y vô lượng giác. 48. Tự tánh của mỗi người đều là vô lượng giác. Nếu bạn hồi phục được vô lượng giác thì bạn chính là A-di-đà Phật. Tu công đức gì cũng không bằng niệm A-di-đà Phật. Thật sự hôm nay bạn có in 1 ức bộ kinh Đại Tạng để bố thí cúng dường cũng không bằng niệm câu A-di-đà Phật này. Bạn hoàn toàn không biết rằng một câu A-di-đà Phật bao gồm hết tất cả giáo pháp tuyên dương của thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, biến pháp giới, hư không giới. Bạn tìm đâu được pháp môn này? Không niệm A-di-đà Phật, bạn niệm gì đây?
bạn có lòng tốt thành tựu cho một số người, nhưng chính mình đọa lạc. Người thật sự niệm Phật vãng sanh rồi, bạn đã trọng thiện căn, nhưng chính bạn không được thành tựu. Bạn cần phải hiểu cái đạo lý này, phải suy tính rõ ràng, đừng để sau này chính mình đọa vào địa ngục, lại oán trời trách người, cho rằng tôi làm nhiều việc tốt trong Phật môn như vậy, vì sao lại phải đọa địa ngục? Tạo nghiệp địa ngục thì phải đọa địa ngục. Có nhiều người bề ngoài thì buông xả, nhưng trong tâm thì không. Khi khởi tâm động niệm, không nghĩ đến Phật Bồ Tát, mà nghĩ đến những người, sự vật do trong tâm ưa thích. Ý nghĩ đầu tiên là nghĩ điều này, không nghĩ đến A-di-đà Phật. Vì vậy rõ ràng là không nương tựa được. Niệm cuối cùng đó sẽ quyết định bạn về đâu. Cho nên giả thì phải buông bỏ, thật thì phải nắm lấy. Câu A-di-đà Phật là thật, bạn phải nắm lấy. Giả thì phải buông bỏ, không thể làm cái giả nữa. Sám trừ nghiệp chướng là cần thiết. Là phàm phu, ai lại không tạo nghiệp? Tạo nghiệp thì mỗi ngày phải sám hối. Người niệm Phật dùng cách nào để sám hối? Niệm A-di-đà Phật chính là sám hối. Cái ý nghĩa này rất thâm sâu. Một câu A-di-đà Phật tức là sám hối nghiệp chướng. Trong tâm ta chỉ có A-di-đà Phật. Chính là trong một câu A-di-đà Phật này, nghiệp chướng, phiền não và tập khí của chúng ta đều hóa giải hết. Nếu câu A-di-đà Phật này của chúng ta vẫn còn tạp nhiễm, vậy là dù có sám hối thì nghiệp chướng vẫn còn, không thể hết được. Ngày đêm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài ra đều không có gì. Ngay cả nghiệp chướng và phiền não cũng không còn.